Thưa quý vị, thưa các bạn, để phát triển ngành da giày thành ngành có giá trị sản xuất lớn, có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải phát triển một cách mạnh mẽ ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành này, và việc này đang ngày càng trở nên cấp thiết. Theo thống kê của Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam, chỉ riêng nhập khẩu da thuộc, các doanh nghiệp da giày đã tốn kém hàng tỷ đô la Mỹ. Chưa kể các doanh nghiệp còn phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các nguyên phụ liệu khác. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp da giày Việt Nam nâng cao tính tự chủ trong sản xuất, tránh phụ thuộc gia công phụ trợ và nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong nhóm giải pháp về phía nhà nước, Hiệp hội da giày túi xách Việt Nam đã đề xuất những giải pháp cụ thể về việc thành lập trung tâm công nghiệp hỗ trợ ngành da giày nhằm hình thành các trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu có quy mô lớn, nơi cung cấp tất cả các chủng loại nguyên phụ liệu trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, cần có giải pháp về xúc tiến thương mại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khai thác thị trường, giải pháp về công nghệ, đảm bảo việc đầu tư nâng cao trình độ công nghệ theo hướng chuyên môn hóa cao, công nghệ đầu tư mới phải hiện đại, đồng bộ, tiếp cận các công nghệ thế hệ mới nhất, gắn kết chặt chẽ với việc phát triển quản trị chuỗi cung ứng. Ngoài cái việc là nghiên cứu về công nghệ thì chúng ta có thể là sẽ làm cái trung tâm nghiên cứu về sản phẩm nữa. Những chuyên gia làm việc ở trong đó thì có thể là cả chuyên gia trong nước, là cả chuyên gia nước ngoài, và chúng ta có thể tiếp cận với những cái khách hàng. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có được những cái trung tâm như vậy thì chính những cái brand lớn, những cái nhãn hàng lớn đó thì họ sẽ đến, họ đặt hàng cho chúng ta. Sắp tới cái trung tâm này sẽ được hoàn chỉnh và mở rộng ra thành một cái trung tâm thử nghiệm cho tất cả các loại nguyên liệu và thành phẩm của ngành da giày Việt Nam với cái sự hợp tác của các đối tác bên Ý. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm được cái việc này, nó là một cái sự hỗ trợ rất là lớn cho các cái doanh nghiệp. Hiện nay, ngành da giày đã chủ động được hơn 70% nguyên phụ liệu cho các dòng sản phẩm trung bình và 50% nguyên liệu cho các dòng sản phẩm trung bình khá. Trong đó, khoảng 90% là bao bì giấy, 80% đế các loại, trên 80% các loại khuôn lát, 60% phụ liệu, 50% da các loại, v.v. Hiệp hội da giày Việt Nam nhận định, nếu xét về toàn cục thì ngành da giày không quá lệ thuộc vào một thị trường nhất định, nhưng xét ở góc độ từng doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp thì đây là vấn đề đang được ngành đặt lên hàng đầu để xem xét trong thời gian tới. Vượt qua chính mình, tự chủ nguồn nguyên phụ liệu là một chiến lược mà ngành da giày túi xách cần thực hiện. Với sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, hiện tại một số phụ liệu về da giày túi xách do Việt Nam sản xuất đã có chỗ đứng ở thị trường trong nước và tham gia vào thị trường nước ngoài. So với mẫu mã thì trung bình là một tháng ra 4-5 mẫu. Rồi mẫu mã thì đa dạng. Cái hàng Việt Nam mình thì sản xuất trong nước, cái giá thành thì nó sẽ nhịn hơn. So về cái chất lượng thì hàng Việt Nam mình là hàng chất lượng là hơn Trung Quốc hẳn. 99% là hàng trong nước sản xuất, từ khoen, đầu kéo, xi, vải lót, dây vền, dây đai là sản xuất 100% là trong nước. Nếu mình như chị ở đây, mình sẽ lấy từ chợ Tân Bình, hàng đó 100% là hàng trong nước mình sản xuất. Như cái đầu kéo này có thương hiệu là CNT. Dạ, CNT này thì cũng là sản xuất ở trong nước. Hàng của Việt Nam mình thì tôi thấy là nó cực kỳ tốt, bền, xài chưa có khách hàng nào phản đối về cái chất liệu hết trơn á. Chất liệu là ai dường như ai sử dụng xong cũng đều khen hết. Công ty bên tôi cũng có tham gia những cái chương trình hội chợ lớn. Tới đó thì dường như là những cái khách hàng họ rất là trầm trồ. Họ thấy ủa sao cái sản phẩm như vậy là với cái rất là đẹp mà lại với cái giá cực kỳ rẻ. Thực sự là với cái mong muốn của một doanh nghiệp nhỏ như 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 bên tôi thì thực sự rất là mong muốn cái điều đó. Ví dụ như bên hiệp hội doanh nghiệp hội da giày của mình á, thì có những cái chương trình ví dụ như xúc tiến thương mại nè, hoặc là tổ chức giao thương giữa các nước với nhau để cho cái thị trường mà có thể là hàng Việt Nam của mình đem cái hàng Việt của mình đi ra bên nước ngoài, rồi mà hoặc là cho đến những cái các tỉnh thành nữa để mình có thể là mình giao thương với những cái đơn vị đó, rồi người ta biết tới cái sản phẩm của mình, biết tới cái hàng của Việt Nam mình nó chất lượng như thế nào. Da giày là ngành thời trang thay đổi liên tục, do đó cần phát triển công nghiệp phụ trợ sao cho hợp lý. Mặc dù quá trình thực hiện đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực, tuy nhiên để ngành da giày phát triển bền vững, cần có định hướng mới và cụ thể. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, triển khai theo hướng phù hợp cho doanh nghiệp bằng việc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu để tạo động lực tốt cho tăng trưởng của ngành, tập trung hỗ trợ cho ngành về chất liệu, nguyên liệu, mẫu mã, công nghệ mới để ngành phát triển ổn định, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ về tài chính, công nghệ hiện đại. Ở phía hiệp hội của thành phố và phía hiệp hội Việt Nam cũng đã từng kiến nghị với lại các cơ quan hữu quan cố gắng hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trước mắt là cái nêu cái khó của các doanh nghiệp sản xuất giày, những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cái khó coi như là cái cần của doanh nghiệp đó là gì? Cái mặt bằng. Đấy chứ, là có cái mặt bằng lớn.
các doanh nghiệp họ mới tập trung về đó sản xuất giày, các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ cũng về đó luôn. Rồi các đối tác nước ngoài họ qua đây, họ thấy mình có những cái chuỗi liên kết như vậy thì họ mới đặt hy vọng vào những cái doanh nghiệp sản xuất giày, sản xuất công nghiệp hỗ trợ này, lúc đó họ mới đặt hàng. Vì thế đang cần nhà nước hỗ trợ gì? Mặt bằng, vốn, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành da giày sắp tới. Các chuyên gia trong ngành cho rằng để tự chủ nguồn nguyên liệu da, nhà nước cần thương mại hóa ngành nông nghiệp chăn nuôi, giúp nâng cao sức sống của vật nuôi, chất lượng da sống, da thuộc, khuyến khích thành lập các lò mổ hiện đại để gia tăng tỷ lệ khai thác nguyên liệu, kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng công nghiệp hóa, đầu tư giống tốt với lai tạo giống và triển khai các dự án chăn nuôi bò để tăng nhanh số lượng đàn gia súc, đáp ứng nhu cầu về da nguyên liệu cho ngành thuộc da. Đồng thời, các chính sách tăng cường chuỗi giá trị trong lĩnh vực này có thể ưu tiên những doanh nghiệp trong nước có hợp tác liên kết với nhau. Chính những giải pháp thượng nguồn này sẽ làm tăng chất lượng ở từng khâu của chuỗi giá trị. Thank you.